Bạn Minh bán hàng hả? Bạn Minh bán hàng gì đây? Ô tô hả? Ô tô bao tiền? 2 tiền á? À. Có bán luôn cái xe đấy không? Có bán luôn cái xe đấy không? Cái xe bao tiền? Ô tô. Ô tô hả? Cái này mấy tiền? 2 tiền. 2 tiền, cái này mấy tiền? 2 tiền. Cái gì 2 tiền à? Cái này mấy tiền? Xe tăng 2 tiền. Xe tăng 2 tiền. Thế con chó kia mấy tiền? 2 tiền. 2 tiền. Thế cái ô tô cảnh sát? 2 tiền. Ô tô cảnh sát mấy tiền? Ô tô cảnh sát mấy tiền? Ô tô cảnh sát mấy tiền? Đây. Ô tô kia, ô tô cảnh sát màu vàng kia. Đâu? Tôi mua bạn Minh 2 tiền hả? 2 tiền. 2 tiền. Tiền đâu? Không được chảnh à? Thế tí nữa được chị ở một tí nữa nhá. Ừ. Cho chảnh đi. Thế bạn Minh có bán siêu nhân ở đằng kia không? Bạn Minh có bán cái siêu nhân đấy không? Siêu nhân bên hình có súng này đúng không? Nhiều thế. Thế bạn Minh bán mấy tiền? 2 tiền. 2 tiền, cũng 2 tiền. Sao rẻ vậy? Ông trai ơi. Ô tô hả? Ờ. Đấy. Anh có mua siêu nhân không? Không bán nhá. Không mua. Trong trống đâu? Đấy, ui quay kìa, ui trong trống quay kìa. Không có. Không có nhé. Không có. Không có nhá. Quay rồi. Ôi quay đấy. Thôi bạn Minh về bán hàng đi, có bạn mua rồi. Bạn Minh về bán hàng thế nào? Thôi bạn Minh không nghịch nữa, bạn Minh về bán hàng đi. Ôi giời, cửa hàng nhiều đồ quá kìa. Ô, anh ra rồi. Chào anh. Anh có mua ô tô của em không? Em có nhiều ô tô ở đây.